Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thị ủy Ba Đồn đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Hiệu quả từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Sen Thủy khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn vừa có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn về việc thực hiện các thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện đoàn giám sát đánh giá kết quả giám sát đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới. Ghi nhận các kết quả đã đạt được, đoàn giám sát yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã cần tiếp tục quán triệt nội dung các thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nội dung các thông báo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2018. Tại lớp bồi dưỡng, các hội viên đã được tiếp thu các nội dung về Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật tiếp cận thông tin, quy định về giám sát của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Các hướng dẫn để chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cũng như vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện tới cơ sở. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy vừa tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động những tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy đã phát huy vai trò tổ chức, tập hợp lực lượng để mạnh các phong trào thi đua yêu nước một cách cụ thể như gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Được góp phần tích cực cùng đảng bộ và nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã khởi công 3 nhà máy ấm công đoàn cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 20 suất quà cho đoàn viên khó khăn, khởi công nhà nội trú cho giáo viên ở trường Thủy, sẽ đề nghị cho 15 đoàn viên khó khăn vay vốn. Bên cạnh đó, việc tổ chức cho đoàn viên tham quan học tập kinh nghiệm được công đoàn cơ sở tổ chức linh hoạt, tạo không khí vui tươi gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Hôm qua ngày 4 tháng 8, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch tổ chức chương trình an sinh xã hội cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình. Cùng với việc duy trì tốt hoạt động kinh doanh, Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam luôn chủ trong tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018,
Sở Giao dịch Vietcombank đã trích gần 6 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ các gia đình người có công với cách mạng, những địa chỉ từ thiện và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước, với mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng ấm no hạnh phúc, phát huy truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc. Dịp này, trong hành trình về nguồn tại Quảng Bình, cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho các thành viên đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm. Đây là món quà chứa đựng tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ với những số phận kém may mắn, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hôm qua ngày 4 tháng 8, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết Quảng Bình phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Ca Seng đã tổ chức trao quà cho các cháu ở bản MOOO, xã Thường Hòa, huyện Minh Hóa. Bản MOOO hiện có 79 hộ dân với 360 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Dục, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để góp phần chia sẻ khó khăn với bà con dân bản và động viên tinh thần hiểu học của các em học sinh đồng bào dân tộc ít người, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết Quảng Bình phối hợp với chi đoàn đồn biên phòng Ca Seng 585 đã tổ chức trao 10 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,1 triệu đồng cho các em học sinh hiểu học. Trước đó, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết Quảng Bình đã tổ chức vệ sinh môi trường và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch và tượng đài thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Hới vừa khởi công xây dựng công trình thanh niên tại tổ dân phố 4 phường Bắc Lý. Đây là hoạt động hưởng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 của tuổi trẻ Đồng Hới với phương châm mỗi chi đoàn một công trình, mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm tình nguyện. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công trình có diện tích 160 m2, được đổ bê tông chắc chắn. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn trồng cây xanh để tạo bóng mát. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tạo thuận lợi cho đoàn viên thanh niên cũng như người dân trong việc luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2018, có 57 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.420 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 57.941 tỷ đồng. Theo đó, trong tháng 7, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 57 doanh nghiệp, tăng 62% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 872 tỷ đồng. 7 tháng đầu năm 2018, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 399 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 5.860 tỷ đồng. Có 158 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động, có 77 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.420 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 57.941 tỷ đồng. Để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế thời gian mất điện cho khách hàng. Trong những ngày qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã điều động nhân lực, phương tiện, tiến hành thi công sửa chữa lớn trên tất cả các tuyến đường dây do công ty quản lý đi qua các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kỹ thuật, hành lang lưới điện để hạn chế sự cố và số lần cắt điện, tập trung duy tu sửa chữa, thay thế hàng ngàn mét dây dẫn điện trần bằng dây dẫn điện bọc và hệ thống cách điện. Bên cạnh đó, công tác phạt quang hành lang lưới điện, kiểm tra các trạm biến áp, các điểm tiếp nối dễ gây ra sự cố cũng được công ty điện lực liên tục kiểm tra theo dõi. Các thiết bị có nguy cơ gây sự cố cao cũng được thay thế mới. Công tác kiểm tra phạt nhiệt các điểm tiếp xúc trên lưới trung thế được tăng cường nhằm đảm bảo tốt nhất hệ thống an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, đáp ứng nhu cầu dùng điện cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên trong toàn tỉnh phát triển kinh tế. Đặc biệt, với sự ra đời và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, 5 năm trở lại đây, nhiều gia đình hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, đem lại thu nhập cao và từng bước cải thiện cuộc sống. Ghi nhận tại huyện Quảng Ninh. Hơn 2 hectare đất vườn đã được gia đình chị Vũ Minh Hường ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh khai hoang để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Thời gian đầu khởi nghiệp với đồng vốn ít ỏi, gia đình chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tư vấn, giới thiệu, gia đình đã mạnh dạn vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh
để đầu tư sản xuất. Hai vợ chồng chị cũng đã đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm làm vườn, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do các dự án và địa phương tổ chức. Tuy phải đối mặt với những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh chị đã từng bước vượt qua và tích lũy nguồn vốn để đầu tư mở rộng quy mô trang trại. Bão 2013-2010 đó cũng đã thấy trận bão lớn đó, lịch sử đó, là gia đình cũng mất hết trang trại, trang này nói chung hai vợ chồng với mấy đứa con này nói thế giờ mình cũng có cái chân đạp ấy rồi mà giờ mình không gây dựng lên này cũng uổng. Thế mình cố gắng vượt lên hay là cũng cái sau này cũng thâm nhập được về bên hồ vốn của phụ nữ mình, rồi khi đầu là họ cho vay được 5 triệu. Xong dần dần cũng theo đà 5 triệu tới 10 triệu đến 12 triệu rồi đó, rồi bắt đầu mình gây dựng lên. Tạo dần dần từ năm đó đến giờ được mấy năm nay là, nói chung 2 năm nay là tương đối là ổn định. Sau gần 6 năm khởi nghiệp, đến nay gia đình chị Hương đã xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm và một vườn cây ăn quả gồm bưởi da xanh, ổi, dừa xiêm. Từ hiệu quả mô hình sản xuất này, năm 2015, gia đình chị Hương đã thoát nghèo và hiện tại mỗi năm gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng. Năm 2017, chị Vũ Minh Hương là một trong hai hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh vinh dự nhận giải thưởng doanh nhân Vimo City Việt Nam. Hiện tại gia đình chị mong muốn tiếp cận thêm nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất. Trong thời gian qua thì quỹ hỗ trợ phụ nữ chi nhánh Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho hội phụ viên hội phụ nữ về vay vốn. Đối tượng của quỹ hướng tới là đó là những chị em phụ nữ có thu nhập thấp, đặc biệt là những cái chị em mà có hoàn cảnh khó khăn. Với cái nguồn vốn của quỹ thì và cái cách hoàn trả dần hàng tháng thì đã giúp cho chị em là tạo được cái tính tiết kiệm, tích lũy. Thông qua các phong trào hoạt động của hội phụ nữ, huy động từ nhiều kênh chương trình, dự án đã tạo cơ hội cho các hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn để sản xuất. Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay sẽ giúp gia đình hội viên, nhất là hội viên phụ nữ nghèo có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách giảm nghèo của địa phương. Tại huyện Quảng Trạch, để từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị và chất lượng. Theo đó, vụ đông xuân 2017-2018, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã chuyển đổi được gần 100 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế như lạc, ngô, khoai, trồng sen, trồng cỏ. Ngoài ra, các địa phương còn chuyển đổi được 150 ha đất đồi, đất vườn tạp qua trồng các loại cây ăn quả, cây nghệ và các loại cây dược liệu. Các địa phương chuyển đổi được nhiều diện tích như Quảng Phương, Quảng Thạch, Quảng Châu, Quảng Hợp, Quảng Liên và Quảng Kim. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các xã Quảng Thanh, Quảng Trường, Quảng Phú, Quảng Châu, Quảng Xuân và thôn Hưởng Phương, xã Quảng Phương triển khai hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa vào cuối năm nay, đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo thế mạnh của từng địa phương. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh vừa tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Ninh. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức tiền của vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Vạn Ninh đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đối với các tiêu chí chưa đạt được. Đến nay, Vạn Ninh đã đạt 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn lại 4 tiêu chí là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa và môi trường. Địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành các hạng mục công trình. Sau khi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp và các công trình đang thi công trên địa bàn, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện, duy trì nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Thưa quý vị và các bạn,
Ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, trong những năm qua, với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, nên các tiêu chí xây dựng nông thôn mới dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí giao thông vẫn còn nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn Xóm Đôn, xã Sơn Thủy có 4,8 km đường giao thông cần được bê tông hóa. Trong những ngày này, thôn Xóm Đôn đang thi công 670m tuyến đường liên thôn. Nâng tổng chiều dài tuyến đường liên thôn đã được bê tông hóa trên địa bàn lên 1,4 km. Để bê tông hóa được tuyến đường này, cấp ủy, ban mặt trận thôn đã tích cực vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Họ đồng tình với cái nó thôi. Trước đây là cái ống bên đây là rất là khó. Nhưng mà có mặt trận với cái một số anh em trong các hộ đi vận động nữa là ống cũng là biết trí. Do đặc điểm địa hình của xã, ở Sơn Thủy có khá đông dân cư sống tập trung ven quốc lộ 1. Khi thực hiện chủ trương huy động sự đóng góp của người dân để làm đường giao thông, có một số bộ phận người dân sống trên tuyến quốc lộ này chưa hiểu hết chủ trương về xây dựng nông thôn mới. Nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy và ban mặt trận thôn, nhiều người dân đã nhận thức được ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đồng thuận cao. Tuy nhiên, ở xã Sơn Thủy, không phải bất cứ người dân nào sống dọc tuyến quốc lộ 1 cũng đều thống nhất với chủ trương chung sức xây dựng nông thôn mới. Thôn Xóm Dung là một ví dụ điển hình. Thôn này có 3 km đường giao thông cần được bê tông hóa. Thực hiện chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm. Mỗi năm, chính quyền huy động sự đóng góp 100.000 đồng mỗi hộ dân để làm đường. Tuy nhiên, việc huy động từ nguồn lực này đang gặp trở ngại đáng kể. 2/3 dân cư là sống hai bên quốc lộ 1A, còn chỉ 1/3 là sống xa cái quốc lộ 1A. Chính vì thế cho nên là trong quá trình tuyên truyền vận động để nhà nước dân dân cùng làm, cái phần đóng góp kinh phí của dân thì 2/3 là người ta chưa hưởng ứng lắm, bởi vì họ không đi những cái đoạn đường đó. Họ cái tâm niệm như vậy, những cái đường là đường chung, mà sau khi để phát triển nông thôn mới là nhờ vào cái cộng đồng. Chúng tôi tuyên truyền từ chi bộ ra mặt trận khu dân cư, các đoàn thể, rồi ra toàn dân. Nhưng mà họ cũng không nói là cái khó khăn để mình biết, mình lường. Nhưng mà họ đồng tình, nhưng mà đến khi đi vào mà thực tế để mà huy động mà đóng góp thì rất chi là khó. Đến họ là họ không hưởng cho mình. Bên cạnh đó, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy còn có hai thôn trung tâm xã, nhất là Thanh Sơn và Trầm Kỳ. Tuyến đường 7 km từ trung tâm xã đến hai thôn này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Xã đã xây dựng kế hoạch để tu sửa, nâng cấp tuyến đường này, nhưng khó có thể thực hiện được vì việc huy động nội lực gặp không ít trở ngại do đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm mà là có cái dự án nào đó là hỗ trợ cho thôn Thanh Sơn để rồi con em đi học hành ở dưới trường và ra trường hướng đó có cái điều kiện thuận lợi hơn để cho phụ huynh bố mẹ đỡ an tâm, cho nên cái việc mua vườn đặc biệt con em quá cực, quá vất vả. Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Sơn Thủy mới đạt được 13 tiêu chí, thấp hơn bình quân chung của huyện Lệ Thủy là 15,11 tiêu chí trên một xã và của tỉnh là 14,6 tiêu chí trên một xã. Đến cuối năm 2018, Sơn Thủy phấn đấu đạt 2 tiêu chí là y tế và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Theo kế hoạch của huyện và tỉnh giao, Sơn Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Tuy nhiên, về tiêu chí giao thông, đến nay xã Sơn Thủy mới chỉ nhựa hóa được 3,7 km trong tổng số 8,5 km đường liên xã và bê tông hóa được 7,5 km trong tổng số hơn 108 km đường liên thôn, liên xóm. Xã thì có chủ trương thu hút cái vốn đầu tư và ngoan cái vốn đầu tư thì vận động nhân dân chủ trương là theo nghị quyết hội đồng thì một năm một khẩu phải 100.000 cùng với chi ngân sách xã cái chứ giờ được cái phí môi trường nên là đầu tư dân hiện nay thì cũng được sự quan tâm của tỉnh của huyện thì đã có tập trung đầu tư một vài tuyến đường, nhưng mà rồi chắc chắn rằng là từ nay cho đến 2020 về cái tiêu chí giao thông thì xã đang còn vất vả nhiều. Nhận thức của người dân thì trông chờ ý lại, còn nghị quyết thực hiện thì qua 3 năm rồi nhưng mà rồi thực hiện đang vất vả, một số thôn thì
thì chưa huy động được cái vốn đóng góp cái sức dân, cho nên là thì vấn đề mà người dân trông chờ vào để coi như là nhà nước đầu tư, còn cái việc mà cái đóng góp cùng nhà nước và nhân dân cùng làm thì đang còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc da cam dioxin tồn tại. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay, đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Hãy chung tay bằng cách soạn tin Da Cam gửi 1409 để hỗ trợ 18.000 đồng giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 8. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm 63 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 88%. Khu vực thị trấn Quản Hào mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 85%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 86%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 8. Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 82%.